Sao mắt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Có này bao nguyên hội quán uống nước nha. Dạ bao cái. Năm nào anh cũng lì xì, cũng lì xì em cái này kia. Nói chung là mấy đứa tặng quà sinh nhật tên Trương ơi. Em xin được cảm ơn anh Khương, cảm ơn em Nhi cùng như là hội chị em đã đến đây để tổ chức sinh nhật cho em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ hai đứa ngồi gần đây. Ủa anh cái này đâu giống đám cưới vậy? Đó gì? Vô ngồi. Rồi đi đi. Bánh bánh kem rồi mời hội quán rồi anh chứ. Dạ. Vui ha. Vui vui. Đó, mẹ bố mẹ ở nhà coi cái clip này là đỡ lo nha. Ừ rồi đi rồi đi à ơi thường ngày Nhi nó cũng nhát lắm mà hôm nay không sao nó mặn dạ quá ha. Lấy hết kem luôn ha. Lấy hết kem đảm không. Nói liền ơi chết rồi qua cái clip này là tư cu này nọ rồi sao anh đây? Tư cu Mỹ ơi em đi trước một bước rồi anh ơi. Tư cu Mỹ là bên kia à, bên... tư cu riêu em cầm mấy anh lên vô vui như đám cưới vậy em hả lại ông ơi anh đâu còn phải bối rối dữ vậy anh chưa lại buồn quá ở đây không đừng có cắt chữ đó nha không cắt. Cắt cái gì được em không? Em phải cắt riêng cái chữ em yêu anh đó, em ăn mình em thôi đó. Em sẽ cắt cái chữ em yêu anh. Kêu là kêu hưởng trọn yêu thương đó. À, xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Chào quý bà con cô bác. Dạ, hôm nay là ngày sinh nhật của Thanh Trương, 5 tháng 3 năm 1997 là ngày sinh của Thanh Trương. Thì hôm nay là được anh Khương với lại hội chị em tổ chức sinh nhật cho Thanh Trương. Cho nên là bánh kem đây thì Thanh Trương cũng muốn là cái ngày chia sẻ mọi người hả? Cái ngày sinh nhật của anh muốn chia sẻ cho mọi người làm ăn lấy niềm vui làm niềm vui. Hôm nay thì Thanh Nhi sẽ đi cùng Thanh Trương phụ anh Trương. Dạ. Rồi. Mọi người ơi, bánh kem mọi người ơi. Hôm nay là hội quán đang sửa chữa và chuẩn bị hoạt động trở lại là chiều nay phục vụ cho đêm nhạc thứ ba. Dạ. Chị Trung ơi, hôm nay là sinh nhật em. Dạ. Sinh nhật nha. Dạ em bánh kem em mời mọi người mỗi người một cái chứ. Em yêu anh, Nhi mua tặng em. Chấn động thế. Chấn động vậy đó. Em cũng bất ngờ lắm chứ. Nhưng mà em khoái lắm. Thôi vô cắt chia cho mọi người đi anh Trương. Chị Ngọc vụ giúp anh với cho nó vui. Hôm nay là sinh nhật của Thanh Trương. Thanh Trương mời mọi người một chút bánh ngọt cho nó vui cho nó. Cảm ơn em nhiều. Hương. À Diễm. Diễm. Có thể cho anh mượn một cái đĩa này không? Mọi người ăn chút cho Trương vui rồi chiều nay mình lại tiếp tục công việc. Và xong xuôi hết rồi chị ha? Chưa luôn hả? Cái đĩa Diễm, Diễm qua phụ anh. Diễm qua phụ anh Diễm. Dạ, chị thích Diễm thôi. Anh thì em cảm ơn. Dạ. Dẫm tay khéo tay phụ. Dạ chú. Dạ. Mấy chú bảo vệ giữ xe nha. Dạ đây chú ơi. Không tinh tế gì hết trơn. Vô là sấn vô con gái đi. Còn mấy cái chú thì dạ, bỏ chú. Kia. Dạ con xin lỗi giờ con. Chú giận rồi. Dạ chú thông cảm nha. Tại con vừa vô đây con. Dạ con mời các chú vào. Thì ra không phải bưng ra chứ. Các chú đang dọn vệ sinh ở đó ra. Hỏi đó chơi chứ đó mới ăn đi. Dạ không mình thưởng thức một chút cho nó vui thôi. Làm bánh kem này ngon thật, nó làm vừa chất. Đó kia kìa.
Tháng này có ai chung sinh nhật với anh Trương không? Chưa. Không ạ. Qua hết rồi ạ. Qua hết rồi. Sắp tới nữa ạ. Này. Cái này có cái miếng cỏ nhân tạo chảy nè. Để xuống này đi chị tao. Chảy như này ngoài đây nè. Ôi, cắt đều ghê, ghê luôn đấy trời. Ấy quá nha, ấy quá nha. Đây là một miếng ăn nha, ăn chân vui nha. Được rồi, anh Trương chia đi. Thiếu rồi anh Trương hãy cắt thêm. Không dọn gì nữa không? Chưa, chia đi rồi, thiếu anh chưa thấy cắt không? Có cái muỗng không? Có muỗng không? Chú Tám, mình gặp bằng cậu. Để anh Trương chia cho mọi người nha. Này, qua đây mời chú Tám. Dạ, chú Tám. Chú Tám, chú Tám. À, chú Chín. Mời chú Chín. Vậy là chú Chín là cho 90. Chú Tám cho 80. Nói ra là thấy khó. Dạ. Chú con mời chú ạ. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Mọi người ăn một chút cho em vui nha. Chú bảy em hết giờ chú bảy. Bảy. Chú. Nè. Cảm ơn. Này là đây đây Diễm. Mời bé. Còn muỗng không? Còn muỗng nữa không? Hết muỗng rồi. Hết muỗng rồi. Cho cái muỗng lớn đi, tiên rửa cho được không? Ăn gì dữ vậy? Em ăn hai tay nữa. Cắt thêm nha. Cắt thêm. Cắt không? Chết rồi. Điểm ơi. Thôi ăn nhiều em thì trong để trong lòng thôi nha, mình cắt ra luôn. Để luôn. Giờ em đi. Cảm ơn. Dạ. Em mời hai chị mình nghỉ tay một chút ạ. Không. Mình ăn tạm muốn xin tố đi. Ê, có làm gì á? Nè, nè. Ủa gì vậy? Ủa, sinh nhật ai nữa? Chẳng có đâu. Sinh nhật sớm 6 tháng. Đúng là Diễm. Sinh nhật sớm 6 tháng. Chúc em sinh nhật trước 6 tháng vui vẻ nha. Rồi. À, có gì em để đây nha. Dạ. Có gì giúp anh chia có ai cho anh mời anh luôn mới nha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ. À, cũng, đó là nói chung là ngày về hội quán thì tất cả mọi người đều yêu thương với lại giúp đỡ lẫn nhau, rồi nói chung là quý lắm quý vị nha. Nên là có một chút bánh ngọt mời các bạn ăn cho nó lấy thảo thôi. Nói chung là tại vì hôm nay thực sự là bất ngờ quá nên là em hơi run á, kiểu hồi hộp không biết nói sao. Cảm ơn tất cả bà con cô bác đã sẽ gửi lời chúc cho Thanh Trương. Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ Trương trong khoảng thời gian Trương làm việc tại hội quán. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì chuẩn bị tiếp tục vào công việc viết kịch bản tiếp đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ạ. Xin chào tất cả bà con cô bác. Hôm nay định kết thúc clip ở đây rồi, nhưng mà anh Trương hôm nay tổ về tổ chức sinh nhật với lại anh Tiềm. Thì xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Tiềm, Pro Tiềm. Thì thách thức anh Hải với lại anh Trương với lại anh Khương Dừa. Thì hôm nay là nói chung là hôm nay là sinh nhật anh Trương. Thì nói chung đầu xuân năm mới với lại tuổi mới nữa. Thì cũng giới thiệu với quý vị khán giả là hiện tại và nói chung khoảng thời gian mà khó khăn nhất của anh Trương thì anh Tiềm với lại chị đã giúp đỡ anh Trương rất là nhiều. Cho nên là cái clip này thì cũng
muốn gọi là sinh nhật đây thì cũng cảm ơn anh Kiêm đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian này rất là nhiều. Thứ hai là đây, hiện tại Thanh Trương đang ở 248 Tân Sơn Nhì đó. Hai buổi giờ rồi, đây đây là nhóc bà con cô bác mà ở nước ngoài, hay là có con cháu gì đó, hay là bà con cô bác mà ở dưới miền Tây, hay là muốn chụp hình ảnh cưới á, thì mình có thể ghé 248 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để mình chụp những mô hình đẹp nhất do chính tay anh Kiềm anh chụp. Cần số hotline là gì anh Kiềm? Anh nói ngay bà con cô bác, chắc mọi người cũng xem anh Kiềm nhiều rồi. Rồi chưa? Rồi tất cả anh em chúc mừng sinh nhật bạn chưa? Sinh nhật. Xì lầu ông mê lắc cái xì lầu ông mê lắc cái xì lầu mê quá. Rồi 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 rồi